Vâng, đầu tiên thì cho em xin gửi lời tới các quý vị đại biểu của các anh chị ở trong cái phòng này để chúc sức khỏe tốt đẹp nhất ạ. Hôm nay thì em đại diện cho VConnect xin giới thiệu một cái giải pháp liên quan đến câu chuyện về quan trắc tự động và giám sát toàn bộ hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Đối với một cái đô thị thông minh bền vững thì thực ra nó có rất nhiều cái để làm smart lên. Thì đối với VConnect bọn em thì bọn em tập trung vào cái IoT, lấy IoT làm cốt lõi và lấy data làm cốt lõi để phục vụ cho tất cả rất nhiều những cái ứng dụng giải pháp khác để phục vụ cho tiện ích thông minh. Thì chúng em tập trung vào hai câu chuyện thôi. Câu chuyện thứ nhất là với câu chuyện về tài nguyên, câu chuyện thứ hai là câu chuyện về môi trường. Tài nguyên đấy chúng ta có thể thấy là có nước sạch này, không khí và rất nhiều các loại khác. Về môi trường thì cũng vậy, chúng ta có thể thấy là có nước thải, không khí và rất nhiều những cái dữ liệu khác để mà tạo thành một thành phố thông minh bền vững. Và nội dung tổng quan bài trình bày em hôm nay em gồm 4 phần. Phần thứ nhất em sẽ giới thiệu là về VConnect, để cho các anh chị biết là VConnect là đơn vị như nào. Cái thứ hai là về cái hiện trạng hệ thống xử lý nước thải hiện nay của đất nước ta. Cái phần thứ ba là giải pháp quan trắc tự động và bọn em xin giới thiệu toàn bộ anh chị trong ngày hôm nay. Và cái thứ tư là ứng dụng thực tế. Thì em xin phép giới thiệu về cái bên em công ty cổ phần công nghệ công nghiệp VConnect. Thì bọn em thành lập từ năm 2012 ạ. Đây là lộ trình phát triển của bên em. Thì bên em năm 2019 thì đổi tên thành VConnect và đạt rất nhiều các giải thưởng liên quan câu chuyện về Smart City, thành phố thông minh và những cái giải thưởng của Make in Việt Nam và Sao Khuyện. Vâng, tháng 1 năm 2023 bọn em đạt một cái giải thưởng là cái nền tảng nhà thông minh Việt Nam xuất sắc nhất Tech Award năm 2022. Vâng, em xin phép nick sơ qua đấy, những cái giải thưởng của bên em. Sau khuê năm 2022 về cái công nghệ nhà thông minh VConnect và cả cái giải pháp quan trắc xử lý thải này tập trung luôn này. Năm 2023 thì về nền tảng công nghệ VConnect IoT Platform đều sau khuê 2023 và bộ giải pháp về an toàn thông minh. Cái nền tảng IoT của bên em á, thì bọn em lấy cái chuẩn on-prem toàn cầu tập trung để phát triển. Cái tiêu chuẩn này thì nó tuân thủ theo được nghiên cứu bởi 8 tổ chức công nghệ thông tin hàng đầu trên thế giới và được hơn 200 thành viên là các tập đoàn viễn thông công nghệ danh tiếng trên thế giới nó tạo ra một cái ủy ban này và tạo ra một cái chuẩn one em cho em này. Thì cái chuẩn này thì hoạt động trên cái nền tảng rất nhiều các loại công nghệ từ cloud computing over the air, ad for computing hay message broker hay middleware và big data và có AI. Thì cái trong cái tiêu chuẩn về one em cho em này có một cái tổ chức là cái bên ETSI này, nó là tổ chức mẹ của chuẩn 3GPP. Liên quan câu chuyện về di động 3-4G hiện tại các nhà mạng bên đang dùng ấy ạ. Vâng. Thì cái nền tảng này thì bọn em kết nối mọi vật trên mọi hạ tầng công nghệ. Chúng ta có thể thấy là từ công nghệ kết nối tầm gần đến công nghệ kết nối tầm xa, chúng ta có thể thấy là tầm xa thì có thể FTTX này, Sigfox này, NB-IoT 3-4G và LoRa. Chúng ta có thể tầm gần thì có thể có những cái như Bluetooth này, Z-Wave, Wi-Fi hay Zigbee. Thì trong cái hạ tầng này đối với một cái đô thị thông minh chúng ta có thể thấy là hiện tại là để triển khai một những cái dự án liên quan đến về IoT ấy, thì chúng ta sẽ đau đầu nhất về câu chuyện về năng lượng và truyền dẫn. Thì đối với nhà mạng thì chúng ta có thể thấy là có 3G, 4G. Hiện tại có một công nghệ mới là công nghệ NB-IoT này. Thứ nhất là NB-IoT ấy, thì nó giúp cho thứ nhất là truyền dẫn xa. Cái thứ hai là về cost, về chi phí. Cái thứ ba nữa là về phần năng lượng. Ví dụ đối với bọn em khi mà triển khai những dự án về IoT ấy, thì một cục pin 2A thì chúng ta có thể là nuôi được một con cảm biến là dữ liệu được 5 đến 10 năm là chuyện rất là bình thường. Và chi phí đối với một nhà mạng bây giờ chỉ thậm chí vài nghìn đồng trên một tháng đối với thuê bao NB-IoT. Và đối với năng lực xử lý đối với một trạm BTS của nhà mạng bây giờ, một con NB-IoT nó có thể xử lý được khoảng tầm vài trăm nghìn thuê bao, thậm chí là hàng triệu thuê bao được. Chúng ta có thể thấy là Bộ Thông tin và Truyền thông vừa rồi là những năm 2019 quy hoạch cái đầu số 11 số sau này sẽ là thuê bao máy và sau này liên quan câu chuyện về thuê bao NB-IoT hết. Chúng ta có thể thấy là sau này một thiết bị di động hoặc là một thiết bị trong nhà chúng ta, một đèn tường chúng ta cũng là một thuê bao di động. Và đối với những đất nước như Trung Quốc hay Nhật Bản là người ta đã quy hoạch đầu số 13, 14 số cho thuê bao máy và thuê bao IoT rồi. Đây là kiến trúc về nền tảng về của VConnect IoT Platform bao gồm 4 phần đấy. Phần thứ nhất là chúng ta về bao gồm có hạ tầng kết nối mọi vật. Phần thứ hai là về phần co xử lý, phần thứ ba là về hạ tầng, phần thứ tư là về hạ tầng VI, tức là khi kết nối mọi vật yêu cầu dữ liệu lớn, siêu lớn thì bên em đều có những cái công nghệ để lưu trữ và khai thác dữ liệu này một cách hiệu quả nhất ạ. Chúng ta có thể thấy là ở cái phần hạ tầng thinh này, rất nhiều các device, các chiều device, các cảm biến thì phục vụ cho rất nhiều các ngành lĩnh vực từ nông nghiệp, nhà ở, sản xuất, y tế hay tài chính khác ạ.
em xin phép đi chính vào cái giải pháp quan trắc tự động và giám sát toàn bộ hệ thống thu gom xử lý thải. Thì đây là cái hiện trạng xử lý thải tại Việt Nam, chúng ta có thể thấy năm 2022. Đây là cái dữ liệu của em lấy từ Bộ Xây dựng đấy. Đâu đó khoảng tầm 45 nhà máy xử lý thải, chỉ có 15 nhà máy xử lý thải được xử lý. Nhưng mà việc kiểm soát chất lượng đầu ra còn rất nhiều bất cập. Vâng. Hệ thống xử lý nước ở đây thì hoạt động rời rạc và không được kết nối. Cái thứ ba nữa là quản lý lãnh đạo các cấp không nắm được là việc thông tin khi xảy ra sự cố và thiệt hại cho kinh tế khoảng 780 triệu USD một năm, theo tương đương với 1,3% GDP. Đây là theo cái số liệu của World Bank ạ. Cái giải pháp này bọn em thì có rất nhiều các hệ thống trên này. Chúng ta có thể thấy là từ hệ thống giám sát cảm biến mưa, hệ thống giám sát dính tách dòng, hệ thống giám sát trạm bơm, hệ thống giám sát về nhà máy, rồi hệ thống giám sát về trạm quan trắc, hệ thống giám sát thông số về lưu lượng, hệ thống cảnh báo tức thời, hệ thống cảnh báo báo cáo linh hoạt, và tất cả hoạt động trên nền tảng IoT. Chúng ta có thể thấy là đối với cái ứng dụng giải pháp quan trắc tự động này thì nó lợi ích là gì? Thứ nhất là nâng cao về cái chất lượng môi trường sống. Chúng ta có thể thấy là gì? Giảm thiểu về cái rác thải này, cải thiện về nguồn nước và bảo vệ môi trường. Cái thứ hai nữa là nâng cao hiệu quả về vận hành và quản lý. Chúng ta có thể thấy là nó giúp cho chúng ta quản lý tập trung này, tối ưu hóa về vận hành này, tăng hiệu quả về quản lý, tiết kiệm chi phí và tài sản của con người. Cái thứ ba nữa là để làm một cái tiền đề trở thành một cái đô thị thông minh. Chúng ta có thể thấy là một cái thành phố mà có thể hiện đại này, tiện nghi đáng sống, rồi là tăng ý thức cho cộng đồng, rồi là gia tăng rất nhiều tốc độ về đô thị hóa hay quy mô về đô thị. Cái thứ tư là ở đây là nó là tiền đề phát triển bền vững. Chúng ta có thể thấy là từ cái câu chuyện về chính quyền điện tử hay là cư dân thông minh hay là môi trường sống thông minh, xã hội thông minh, kinh tế thông minh, thì chúng ta thấy là nước thải là một trong những vấn đề mà rất là nhức nhối cho một phát triển tiền đề một thành phố thông minh bền vững. Và thì cái giải pháp của bên em thì hoạt động dựa trên cái nền tảng VConnect IoT platform thôi, như vừa nãy em đã có trình bày, thì tuân thủ theo đúng cái tiêu chuẩn của em theo tiêu chuẩn toàn cầu này. Và cái giải thưởng này, cái nền tảng này bên em đã đạt giải thưởng thành phố thông minh năm 2021. Vâng. Thì đây là kiến trúc về giải pháp. Chúng ta có thể thấy là bọn em áp dụng rất nhiều loại công nghệ, áp dụng vào từ ứng dụng web application xây dựng theo mô hình client server này, và kiến trúc microservice, kiến trúc về rất nhiều công nghệ như RESTful, MQTT, từ cơ sở dữ liệu lớn Big Data, hay là kết nối với các hệ thống SCADA của nhà máy từ các giao thức như OPC, Modbus hay tiêu chuẩn khác. Đây là mô hình mà chúng em đã triển khai dự án thành công. Tức là chúng ta có thể thấy đây là khối database, khối core business, và đây là khối API gateway. Và bọn em có các tích hợp cả vào cái axis về Zell server, để mà khi mà view lên cái bản đồ trên thành phố, chúng ta có thể là biết được tất cả các nhà máy, tất cả các điểm trạm mưa, rồi là trạm bơm dính tách dòng đang hoạt động như thế nào, và tích hợp vào cả cái hệ thống SCADA của nhà máy luôn. Đây là tính năng hữu ích của giải pháp, thì em xin phép lướt qua thì chúng ta đều có thể thấy rồi. Thứ nhất là theo dõi được cái thời gian thực, tức là real time luôn. Real time tức là cảnh báo tức thời cho chúng ta, cảnh báo qua các phương tiện như email hay SMS, thậm chí là có thể là call được luôn, đáp ứng được cái nhu cầu mở rộng. Tức là hiện tại chúng ta đang xây dựng một tầm đâu đó khoảng tầm 4-5 nhà máy thôi, nhưng mà khi mở rộng ra những nhà máy tiếp theo, chúng ta đều có thể áp được vào hệ thống này, rất là mềm dẻo và linh hoạt, và dự báo được tương lai. Dạ vâng. Về công nghệ data thì chúng ta có thể là ở tại các nhà máy của em có xử lý biên tại biên, và có xử lý dữ liệu, tức là mình móc dữ liệu về nhưng mà không lấy dữ liệu ra, chỉ lấy những dữ liệu có ý nghĩa đẩy về nhà máy, đẩy về server cloud để tổng hợp và báo cáo. Đây là một cái ứng dụng mà bên em đã triển khai anh Thanh ạ. Đây là một cái đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố thông minh, thành phố về môi trường, và hiện tại tất cả những dữ liệu đều public ra ở sân bay. Chúng ta có thể thấy là những cái thông tin về xử lý nước thải 4 nhà máy ở Đà Nẵng ra sao này, 144 dính tách dòng, 14 các đồng hồ lưu lượng hay 44 trạm bơm, 13 cảng biến mưa và 9 trạm quan trắc đều hiển thị lên một thông tin. Và cái ứng dụng này giúp cho thành phố Đà Nẵng là đạt rất nhiều giải thưởng về liên quan câu chuyện về thành phố thông minh. Và em nghĩ rằng đây là một trong giải pháp rất là hữu ích. Chúng ta có thể thấy là thứ nhất là hiện trạng thì chúng ta có thể thấy là không kiểm soát được chất lượng nước thải sau khi xử lý ra. Hệ thống thu gom nước thải hoạt động rất là rời rạc và không kết nối. Hiện trạng là xả tràn ra các tại các cửa xả rất nhiều, và lãnh đạo không nắm được thông tin khi xảy ra sự cố. Và đây là kiến trúc về giải pháp. Hệ thống thì phân theo các tầng sau. Thứ nhất tầng ứng dụng này, tầng dữ liệu và tầng truyền dẫn. Và thứ ba tầng kết nối hệ thống điều khiển. Tất cả các hệ thống của các nhà máy, 4 nhà máy, 5 nhà máy hiện tại là có giai đoạn 2, là ở nhà máy Hòa Xuân này có một giai đoạn 2. Tức là tất cả này đều chạy theo mạng LAN của thành phố. Sau đó là đưa lên các cổng thông tin của Sở Xây dựng và Ban Quản lý Dự án của thành phố Đà Nẵng. Chúng ta có thể thấy là có rất nhiều các
dữ liệu và các cảm biến mưa hay là dính tách dòng thì bọn em đều truyền qua SIM 3 4G, hơn 144 dính tách dòng là dọc theo bờ sông Hàn và dọc theo các cửa biển. Đây là cái sơ đồ về SCA bọn em vẽ lại. Tức là tất cả những dữ liệu này đều chạy thực tế, có dữ liệu phin vào, chúng ta có thể thấy là một cái nhà máy xử lý nước thải, cái quy trình xử lý nó như thế nào. Và tất cả dữ liệu này thì bọn em đều đẩy về và đưa hết cái thông tin lên SCA để web lên và các lãnh đạo có thể view được nếu mà cần thiết. Và đây là các trạm quan trắc, chúng ta có thể thấy là các chỉ số đây nằm màu xanh này là COD, phosphat, nitrat, BUD, lưu lượng da như thế nào, TN, rồi là clo dư, chúng ta đều thấy. Và bọn em có tích hợp cả hệ thống camera chiếu lại các nhà máy xử lý nước thải đều đẩy lên hệ thống này luôn. Và chúng ta có thể thấy đây là có một cái dính tích dòng này. Dính tích dòng là gì? Chúng ta có thể thấy là ở trên cái dọc đường chúng ta đi, chúng có thấy có những cái tấm thép ấy. Thì dưới cái dính tích dòng đấy bọn em cắm những con cảm biến. Cắm cảm biến thứ nhất là đo cái mực lưu lượng nước thải trong đấy là bao nhiêu và cảnh báo tràn. Tức là khi mà trên bản đồ này chúng ta có thấy là rất nhiều các dính tích dòng, khi mà trên điểm chấm này khi mà có sự cố tràn lưu lượng là bao nhiêu, là tập tức là SMS cảnh báo đến cho cán bộ trực tiếp xử lý và thậm chí là cảnh báo lên cả lãnh đạo mà được gán vào, và tất cả đều để cập nhật kịp thời, xử lý kịp thời, real time luôn. Bản tin là 5 giây bắn một lần. Đây chúng ta có thể thấy là những đồng hồ lưu lượng nước thải vào, nước thải ra, bọn em đều móc dữ liệu này về chuyển đưa hết lên các trạm quan trắc và các cảm biến mưa, các camera. Vận hành thì như chúng ta thấy là Ủy ban thành phố đã quyết định cao nhất rồi, đúng không ạ? Vâng đấy. Rồi là Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì quản lý vận hành này, Trung tâm Công nghệ Thông tin quản lý hệ thống và bảo trì bảo dưỡng, Trung tâm Kỹ thuật Môi trường đảm bảo về số liệu quan trắc, công ty thoát nước và xử lý nước thải sẽ đảm bảo về câu chuyện về số liệu trạm bơm CSOE cảm biến mưa, các chi cục bảo vệ môi trường giám sát và phối hợp khi mà khắc phục hậu quả và có khi mà có sự cố chẳng hạn như thế. Bởi vì là một cái nhà máy này, em cũng chia sẻ với các anh chị là trong toàn bộ 5 nhà máy xử lý thải này đều sử dụng 5 công nghệ xử lý thải khác nhau. Cho nên là cái công việc mà khi mà để mà đưa IoT vào, lấy dữ liệu vào là cả một vấn đề. Và một nhà máy hiện tại là khoảng tầm 5.000 tác dữ liệu. Một ngày là chúng em xử lý khoảng tầm 10 triệu bản ghi. 10 triệu bản ghi. Tức là đối với một cái data center của phục vụ cho cái dự án này là một ngày đâu đó khoảng tầm 2-5 TB dữ liệu. Vâng, tức là dữ liệu có ý nghĩa. Khi mà những cái dữ liệu này có ý nghĩa rồi, chúng ta có dữ liệu rồi, chúng ta có big data vào rồi, chúng ta có phân tích dữ liệu và chúng ta đưa AI vào để giúp cho câu chuyện về cảnh báo về tương lai rồi dự báo về tất cả mọi thứ. Đây là một trong những cái giải pháp mà em nghĩ là rất là hữu ích, mang đến cho thành phố Đà Nẵng rất nhiều những cái tiện ích về câu chuyện về thành phố thông minh và thành phố xanh mà. Và em kết thúc bài trình bày đây, em xin phép demo một cái video về cái phần sơ đồ, một cái giao diện về quản lý mà bên em đã triển khai. Anh em cho em xin cái vâng, đây là cái màn hình giao diện chính. Khi mà đăng nhập vào, chúng ta có thể thấy là có rất nhiều từ bản đồ ArcGIS, giám sát hoạt động, biểu đồ, quản lý tài khoản vận hành. Chúng ta có thể thấy là các dữ liệu các nhà máy, tích vào từng nhà máy được, chúng ta sẽ ra được các thông tin, dữ liệu. Vâng này. Chúng ta thấy đến rất nhiều các cảm biến, rồi là các dữ liệu của nhà máy, trạm bơm đều hiển thị hết lên đây. Khi mà tích thông tin vào, chúng ta có thể tìm kiếm khu vực trạm bơm, đối tượng, tìm kiếm nhanh được ạ. Vâng, theo khu vực lưu lượng, loại đối tượng, hệ thống thoát nước thải, nước mưa ra sao. Vâng, đây là CSO, tức là cái dính tách dòng mà giám sát về câu chuyện về lưu lượng nước ở trong cái dính tách dòng này và có tràn không, cảnh báo. Vâng, đây, tất cả khu vực luôn. Mỗi nhà máy này là chúng em sẽ có một con server sẽ xử lý tại nhà máy. Sau
ra đưa dữ liệu về data center của Đà Nẵng. Chúng ta có thấy rất nhiều các thông số. Và tức là đối với một trạm bơm hay là một nhà máy là bọn em đều đẩy cái về cả dữ liệu hoạt động của từng thiết bị, từng máy móc luôn, đều đẩy về. Tức là mình kiểm soát được. Bản chất là bây giờ là đối với các nhà máy xử lý thải bây giờ là theo thông tư mới của Bộ Tài nguyên Môi trường là bắn đâu đó bản tin 5 phút bắn một lần theo cái thao tác FTP. Và tức là khi mà có sự cố mới truy vết được. Còn đây là chúng ta có thể thấy là hoạt động real time luôn. Chúng ta có thể nhìn thấy dữ liệu ra vào input và output của từng khu vực luôn. Từ khu vực trạm bơm, khu vực sàng lọc, khu vực xử lý sinh học, mùi và bùn bể như là sao, xử lý cát, xử lý bùn bể, khử trùng ra sao đều hiện thị hết. Vâng, đó, rất là trực quan. Cái công nghệ xử lý về cái nước thải tại trong nhà máy là rất là phức tạp. Chúng ta có thể thấy là rất là nhiều cái quy trình, các thông số về trạm bơm, có cả những cái chế độ về auto hay chế độ manual cho từng tổ bơm một. Và cái này là sử dụng trên cái bọn em dùng về cái IoT platform 100% là do người Việt Nam Vinconnect bọn em tự phát triển và nghiên cứu, và theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng ta phải theo tiêu chuẩn, không thể nào mà tự nghĩ ra một cái tiêu chuẩn đó, mà bởi vì thứ nhất là nó phục vụ cho mang tính chất toàn cầu. Sau này mình có thể kết nối rất nhiều với các hệ thống khác, các nhà máy khác, là các thành phố khác ở trên thế giới, bởi vì dùng chung nền tảng. Đây là cái mạng hơi kém nên là bọn em không chiếu live được cái camera tại cái nhà máy luôn, và các chỉ số đấy, đây đều chỉ số tốt, màu xanh. Xử lý thải Hòa Xuân. Và những cái thông tin này, dữ liệu này đều các anh chị để ý thấy là vào sân bay Đà Nẵng đều public hết cái dữ liệu này. Và mình cảm thấy là khi mà khách kể cả nước ngoài đấy, người ta vào, người ta du lịch, người ta thấy những chỉ số này, người ta cảm thấy rất là yên tâm và tin tưởng, và đấy là một trong những cái mà tiền đề để cho phát triển với cái. Thực ra đối với cái nền tảng IoT bên em là không chỉ cái phần này đó, nó chỉ là một phần thôi. Chúng ta có thể từ kết nối về giao thông thông minh, rồi đèn chiếu sáng thông minh, rồi tất cả những gì khác, nông nghiệp, hay y tế, giáo dục, hay tòa nhà quản lý thông minh, rất nhiều thứ. Các ngành dọc, các đô thị gần ngành dọc cắm lên. Hình như cái đoạn video của em hết rồi đúng không? Vâng, em xin phép kết thúc cái bài trình bày hôm nay. Em chúc các anh chị đại biểu cùng các toàn thể vinh quỹ trong khán đài một sức khỏe. Và chúc hội nghị chuyên đề của ta thành công tốt đẹp. Em xin cảm ơn.